một câu hỏi phật tử nữa hỏi năm mua di Đà phật con kính chào thầy con tên là nguyễn thị hoa ở thành phố ninh bình con xin thầy từ bi hoan hỉ cho con được hỏi con phát nguyện tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho một việc quan trọng thì con phải nói gì trước khi tụng kinh và tụng xong thì hồi hướng như thế nào cho việc đó đạt được kết quả vì sau thời gian tụng kinh xong con hồi hướng rộng khắp cho thần linh thổ địa Kỳ huyền thất tổ vong linh thai nhi oan gia chế chủ và cả nhà và cô hồn ngạ quỷ vân vân và hồi hướng cho người sống được bình an và lắm và thế và cả việc quan trọng của mình cần nữa và như vậy có phải ví như có một chút tiền mà con mà cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được một chút xíu hay không thì việc quan trọng là hơn sẽ rất lâu được thành tỷ hay không <laughs> trong phật pháp nó không không như thế phật pháp nó không như vậy các quý vị vì đang hiểu sai về phật pháp phật pháp chúng ta là ban trải cái tâm bồ đề đem công đức tu hành được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được quân chiêm lợi lạc thì đó chính là gì đó chính là tâm của phật đó chính là hạnh của phật đó chính là nguyện của phật chúng ta làm đúng với tâm của Phật, hành của phần nguyện của Phật đó, thì công đức vô lượng, vô biên. Đâu có phải là ví như cái pháp của thế gian mà có mấy đồng tiền mà đem cho nhiều người quá thì mỗi người thì chỉ được có vài đồng đấy thì không đủ mua cái gì, cái gì, không đủ mua quái mì tôm đâu. Hiểu Phật thế là sai con ạ. À. nhé <laughs> hiểu Phật như thế là sai, hiểu rất sai chứ không phải là sai mà rất sai. Còn Phật tử hỏi rằng á, trước khi tùng kinh và sau khi tùng kinh và hồi hướng như thế nào phải cầu nguyện như thế nào phải khấn như thế nào Ôi, quan trọng gì đâu có gì khấn đấy tâm xuất Phật chứng tâm chúng ta thế nào thì khấn như thế cầu cái gì thì cứ thế mà nói ra trước khi tụng kinh thì có nghi lễ hết rồi chúng ta vào chúng ta thì vái Phật ba vái xong bắt đầu vào tụng kinh chứ ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đấy thì còn gì nữa tất cả cái nghi thức ấy cái nghi thức ấy chính là gì mình gọi là văn khấn đấy <laughs> gọi là văn khấn cái nghi thức ấy còn cái gì cái bài hồi hướng chúng ta cũng là văn khấn đấy còn ngoài ra chúng ta hồi hướng xong hết theo nghi thức rồi chúng ta muốn nán lại thêm năm ba bảy phút để cầu nguyện cái gì thì cứ cầu nguyện à, lúc đó chúng ta cứ nói hết ra không sao cứ nói ra à, nói ra Phật có nghe hay không Phật còn phải xem xét cái cái chúng ta cầu nguyện nó có phù hợp với đạo đức hay không phù hợp với nhân quả hay không phù hợp với gì? với luật pháp của đất nước Việt Nam hay không nữa chứ à. chúng ta mà cầu mà gì để đánh đề thì chắc chắn không được rồi cầu để bui đi buôn lậu mà chót lọt công an thì chắc chắn không được rồi à. cầu mà cho gì ạ à, cho chúng ta trúng một cái cái, cái, cái sổ số, số hay gì cũng không được rồi Đấy. chúng ta phải biết rồi. phù hợp với pháp luật nhưng mà còn phải phù hợp với đạo đức với nhân quả hay không à, chứ không phải là với pháp luật việt nam có thể là phù hợp nhưng với đạo đức lối sống thì có thể không phù hợp thì sao với nhân quả của phật nói thì cũng không hợp thì sao ví dụ như việt nam chúng ta gì luật pháp việt nam cho chúng ta gì cho phép là gì nạo phá thai cho phép là gì sát sinh hại vật để buôn bán ở các chợ búa và ăn uống bình thường đúng không để luật pháp việt nam không cấm cho phép nhưng mà chúng ta vào tùng kinh xong chúng bảo chúng ta bảo cầu cho gì cho đứa con dâu hay là đứa con gái hay là cái đứa cháu nội đi, hay cháu ngoại gì đó gì? nó đi phá thai á à, nó đi nó đi phá bỏ cái thai ấy đi á chắc chắn là phật gì phật không đồng ý rồi hoặc là cầu làm sao để cho gì cho cái đứa con trai đứa con gái đứa con dâu đứa con rể của mình á nó gì nó có sức khỏe để nó nó làm cái nghề sát sinh hại vật đó để nó kiếm ra nhiều tiền đấy chắc chắn thì hợp với pháp luật nhưng mà không hợp với nhân quả phật cũng không bao giờ gì không bao giờ mà ra hộ cho chúng ta những cái việc ấy đúng không đó, cho nên thầy mới nói là hợp với nhân quả hợp với đạo đức và hợp với pháp luật à, pháp luật có thể gì à, hợp nhưng mà gì? không hợp với nhân quả thì cũng không được cho nên nhân quả và đạo đức lối sống lành mạnh nó là số một pháp luật quốc gia này quốc gia khác nó có thể khác nhau nhưng mà nhân quả thì ở khắp Tam thiên đại thiên thế giới khắp mười phương thế giới cũng đều chung như nhau hết à, còn lối sống đạo đức À, ở xã hội á thì có thể nó nhìn nhận khác nhau nhưng cái cơ bản gì đó là không làm các việc ác vâng làm các việc lành vâng làm các việc thiện đó chính là cái cơ bản của đạo đức đây là cơ bản của gì của đạo đức cho nên chúng ta cũng phải phù hợp với nó thì mới được